Moss, kẻ săn người là một trong những tựa phim nổi cộm nhất trên trường đua phim truyền hình tháng 4. Khai thác nội dung trinh thám mới lạ, cộng thêm sức hút diễn xuất của nam diễn viên Lee Seung-gi chính là yếu tố làm nên thành công của bộ phim. Nhân vật Jung-ba-ryum trong Moss chính là vai diễn giúp vô diễn thực lực diễn xuất đỉnh cao của Lee Seung-gi, từ chàng cảnh sát hiền lành, trung thực đến hắc hóa thành kẻ cuồng sát máu lạnh sau khi phẫu thuật não. Ở nửa đầu Moss, Lee Seung-gi vào vai chàng cảnh sát Ba-ryum chính trực, thật thà, anh chàng có tính cách vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp. Mặc dù là cảnh sát, nhưng anh chàng này luôn tỏ ra yếu đuối và sợ những thứ kinh dị như máu, xác chết. Ngoài ra, Ba-ryum gần như không có khả năng phán đoán cần có của một cảnh sát. Tuy nhiên, sau cuộc chạm trán với nghi phạm giết người hàng loạt Song Yo-han, cuộc đời của Ba-ryum đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, mạch phim cũng đã rẽ sang hướng khác. Anh trở thành kẻ khát máu, cuồng bạo lực và liên tục xuất hiện những tư tưởng giết người. Đây là các biểu hiện đặc trưng của kẻ rối loạn đa nhân cách. Các vai phản diện, đặc biệt là vai diễn sát nhân là một mảnh đất màu mỡ giúp các diễn viên phô diễn thực lực của mình. Nhưng tưởng với ngoại hình không thể ác, Lee Seung-gi khó lòng làm tốt vai phản diện. Nhưng sau màn hắc hóa vừa qua của chàng rể quốc dân, khán giả đã phải suy ngẫm lại. Sau khi được cấy não của kẻ sát nhân, Moss dần mở ra một chương mới về nhân vật chính Ba-ryum khi tha hóa anh thành kẻ cuồng sát. Lee Seung-gi đã mang đến khán giả hai góc nhìn đối lập, hai sắc thái thiện tà tương phản rõ rệt trong cùng một nhân vật. Đây được xem là vai diễn đầu tay của nam tài tử và cũng chính là vai diễn mang đến cho anh cơn mưa lời khen. Từ đó cho thấy Lee Seung-gi ngày càng trưởng thành trong lối diễn khi liên tục biến hóa vào các hình tượng nhân vật khác nhau. Gần đây nhất, anh cũng đã gây bão với hình tượng nam chính ngầu xỉu trong bom tấn Vaga Lạng Khách. Bình luận của cư dân mạng trước xuất hiện tình của shock của Lee Seung-gi: anh nhà diễn xuất lên trình hẳn, nhân vật Ba-ryum quả thực có sức nặng lắm nha. Mỗi nhân vật của Lee Seung-gi đều mang đến màu sắc khác nhau, nhưng mình thích Ba-ryum của phim Moss nhất vì nó mang mùi vị khá đời. Lee Seung-gi hợp với hình tượng phim này ghê á, sau này vào vai kiểu giang hồ mafia là quá được nha. Vai này chắc sinh ra là dành cho Seung-gi, đích thị là vai diễn để đời chứ còn gì. Xem cảnh giết người mà nổi hết da gà, anh nhà nhập tâm quá. Có ai xem cảnh anh cầu nguyện không, biến thành sát nhân như Johan mà muốn rớt nước mắt như mình không? Ngoài Lee Seung-gi, còn có sự góp mặt của Lee Hee-jun, anh vào vai Go-mu-chi, một thám tử cứng rắn tìm cách trả thù kẻ tâm thần đã giết cha mẹ mình trong quá khứ. Khi một kẻ giết người hàng loạt mới gieo rắc nỗi sợ lên thành phố, Ba-ryum phối hợp cùng Mo-chi để truy tìm hắn ta. Tuyến nhân vật nữ quan trọng trong phim bao gồm Oh Bong-ji, Park Joo-hyun, một học sinh trung học sống trong khu vực Ba-ryum thường tuần tra, và Choi Jong-hoo, Kyung So-jin, giám đốc sản xuất PD của chương trình truyền hình chuyên điều tra phá án. Không những thế, nhiều diễn viên gạo cội cũng góp mặt trong dàn diễn viên phụ bao gồm Jo Jae-jun trong vai bác sĩ Daniel Lee, người nghiên cứu trên bệnh tâm thần, A Cha-kuk hóa thân thành sát nhân Han Seo-jun, Kim Jun-nan là vợ của Han Seo-jun và Kim Jong-ok trong vai bà của Bong-ji. Kim Kang-hun sau nhí đảm nhận vai diễn tên giết người thổi nhỏ Jae-hun cũng gây ấn tượng với người xem dù tuổi đời còn rất trẻ.